Xin chào các em, hôm nay anh sẽ giới thiệu các em vẽ chùm bọt sữa. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ thân của chùm bọt sữa. Nên là thằng này chúng ta sẽ chấm một chút bột sữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại chú bò này. Và bây giờ chúng ta sẽ xóa tất cả những cái lát này đi. Chúng ta sẽ tốt hơn. Thank you.
الدين لله فلا يأتم بالله. Chấm được chưa bác? Phần này nó nhiều nét quá, ta xóa bớt đi, ta lấy lại một nét thôi. Tiếp theo ta trở lại ra chủ bộ mấy viên nữa. Mạng đốm như vậy đã hướng dẫn các em sẽ xong chú bò sữa. Bây giờ chúng ta sẽ tô lại chú bò sữa bằng bút cho nó nét. Như vậy anh đã hướng dẫn cho em vẽ xong chú bò sữa.